Xin chào các bạn. Ngày hôm nay mình sẽ hướng dẫn cho các bạn một cái phương pháp, đó là cái cách bật cái khiên bảo vệ của avatar Facebook nhé. Để các bạn biết cách bật cái này để làm gì không, đó là cách chắc là nhiều bạn cũng biết rồi. Thì đó là cách để mà bảo vệ cái tài khoản của mình để chống giả mạo này, hoặc là chống hack, chống rip nhé. Để tránh giả mạo, để tố cáo, để người ta giả mạo một cái tài khoản của mình để cái tài khoản của mình bị khóa đấy. Ví dụ như cái avatar của mình đây thì hiện tại thì nó không có cái khiên. Một lúc nữa bây giờ mình sẽ hướng dẫn cho các bạn cách tạo khiên bảo vệ nhé, để tránh người ta copy cái ảnh avatar của mình lại để người ta tạo một cái tài khoản mới. Đây, bây giờ mình sẽ hướng dẫn cho các bạn luôn. Trước tiên thì các bạn không cần phải tải cái gì cả. Đây, mình sẽ để một cái đường link để vào cái trang của cửa hàng Chrome này nhé, Chrome này. Các bạn lưu ý là các bạn đăng nhập vào cái trình duyệt Chrome nhé. Đấy, thì đây sẽ là cái giao diện của nó này. Bây giờ các bạn, đây nó là cái tên này này, Multitone for Facebook này. Bây giờ các bạn chỉ cần chọn thêm vào Chrome nhé. Đấy, các bạn chọn thêm tiện ích. Đấy, đây, sau khi nó tải xong thì nó sẽ như này. Ok, bây giờ nó các bạn nhìn ở phía trên này này, phía trên chỗ góc này này, nó có cái hình bánh bánh răng này, hình cái cờ lê đấy là đã được thêm rồi nhá. Đấy, bây giờ các bạn tắt này đi, các bạn vào trang chủ của nó. Bây giờ các bạn chọn vào cái dấu ba chấm này, ba gạch này, các bạn chọn vào nhá. Sau đó các bạn đến cái phần là Free Tool, chọn xuống, các bạn kéo xuống đến cái phần là Profile Picture đấy, các bạn chọn vào. Đấy, như các bạn đã nhìn thấy là đây là cái biểu tượng khiên bảo vệ nhé. Đấy, thì các bạn chọn là Sit Up này thì nó sẽ là ok nhé. Đấy, ok, mình chọn luôn nhé. Đấy, nó đã được bảo vệ này. Đấy, ok các bạn. Bây giờ các bạn load lại cái trang cá nhân của mình nhé. Đây, các bạn nhìn thấy khiên chưa? Đấy. Đây, các bạn nhìn thấy cái khiên xanh xanh chưa? Đấy. Thì bây giờ hiện tại thì cái trang Facebook của các bạn cũng như là cái tài khoản của bạn đang được bảo vệ. Thì những cái bạn nào mà vào kích vào tải cái hình đại diện này của các bạn thì nó sẽ không được nhé. Đấy, thì hoàn toàn sẽ không tải được. Đấy, thì nó sẽ giúp cho tài khoản của bạn an toàn hơn. Thì các bạn nhớ kích vào cái đường link của mình đấy nhá. Cái đường link mình để ở dưới phần mô tả. Các bạn chỉ cần kích vào nó sẽ hiện ra cái phần này, và các bạn thêm vào Chrome thôi. Đấy, thì cái này thì bây giờ các bạn muốn tắt đi thì các bạn chỉ cần chọn vào đây, mình làm lại, các bạn chỉ cần vào đúng cái phần đấy thôi, cũng vào Free Tone này, vào Profile này, sau đó các bạn chọn là Sit Down này, nó sẽ tắt đi nhé. Đấy, đấy, bây giờ mình tắt đi cho các bạn xem. Đấy, nó sẽ hiện như này. Ok, bây giờ mình load lại này. Thì cái khiên nó sẽ mất đi nhé. Đây, nó mất khiên rồi. Đấy, bây giờ mình sẽ bật lại để cho chắc chắn. Đấy, đấy thì nó đơn giản như thế thôi. Các bạn nhớ làm theo cái các bước của mình đây, khiên đấy nhá. Đấy, thì để giúp cái tài khoản của mình an toàn hơn. Rồi, hy vọng cái video này sẽ giúp ích cho các bạn, và hẹn gặp lại các bạn ở những video lần sau của mình nhé. Xin chào các bạn.